Hello, xin chào anh em. Thì ở trong video trước, video hướng dẫn anh em cách lấy mã giảm giá Shopee. Có nhiều bạn yêu cầu mình hỏi mình cách săn hàng một đồng trên Lazada. Thì ok, tiếp tục trong video này mình sẽ giới thiệu, mình sẽ hướng dẫn anh em cách săn hàng một đồng trên Lazada như thế nào nhé, để nhanh và hiệu quả nhất. Và mình cũng có lấy ví dụ minh họa luôn cho anh em. Ok, thì cách săn hàng một đồng trên Lazada thì chúng ta cũng dùng hai máy. Tại sao dùng hai máy? Ở video hướng dẫn săn mã giảm giá trên Shopee ấy, thì mình hướng dẫn anh em săn trên Android đúng không? Nhưng mà săn hàng một đồng trên Lazada thì mình lại khuyến khích anh em săn bằng iPhone. Đó, ở đây là mình đang dùng iPhone 11 Pro. Đó. Thì cách săn như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ dùng một máy bất kỳ nhá, máy Android, iPhone đều được. Chúng ta sẽ vào trang web là Tami thì nhiều anh em biết rồi. Và xuống dưới này, nói chung là cái bước đầu tiên thì bật cái thời gian chuẩn thì nó cũng giống ở cái bước săn mã giảm giá Shopee thôi. Đó, thì anh em sẽ xuống dưới này. Đó, anh em sẽ tích vào cái ô turn second này, lúc đầu nó chưa tích. Đấy, thì mình đã tích rồi. Anh em quay trở về trang chính này. Đó, thì lúc đầu dây nó chỉ như này thôi. Đấy, nó như này. Đó, chúng ta sẽ ấn vào dây này. Chúng ta sẽ ấn tiếp vào dây này. Đó, cái đồng hồ của bạn chậm 0.9 giây thì nói chung là chậm dưới 1 giây cũng ok, 1 giây 1.5 giây cũng ok, không sao. Đấy, thì nó sẽ hiện cái giây phần trăm mili giây, nó hiện như này. Đấy, giống săn mã Shopee. Đó, thì chúng ta dùng iPhone hay dùng nói chung dùng máy nào để hiện cái thời gian này cũng được. Đó, và máy còn lại là iPhone để săn hàng một đồng. Để lấy link hàng một đồng trên Lazada thì anh em vào cái nhóm chat Telegram mình nhá. Đó, chúng ta có thể vào nhóm chat hoặc là vào kênh chat này, hoặc là kênh săn hàng này, đó, xem là mua rẻ trên Club Fanpage. Đó, thì ở đây hàng ngày đều chia sẻ link, thì có link hàng một đồng trên Lazada hàng ngày. Đây là những cái link hàng một đồng ngày mai này nghe. Đó, áo hoodie này, đấy, hơn 300.000 giảm còn một đồng, 109 giảm còn một đồng này, bình giữ nhiệt 89.000 còn một đồng. Đó, nhiều cái sản phẩm khá là thú vị, 135.000 còn một đồng. Đấy, kính này, máy mài dao các thứ này, đó, rất là nhiều hàng một đồng hàng ngày đều có luôn nhá. Lazada đang có chương trình này mà không biết là kết thúc bao giờ, nhưng mà mình thấy từ lâu lắm rồi vẫn còn chương trình này nên mình mới làm video này cho anh em. Rồi, có những cái sản phẩm một đồng rồi, chúng ta sẽ săn thì bình thường là 0 giờ đêm nhá, tại vì hàng ngày lúc 0 giờ thì sẽ có hàng một đồng và sẽ hết rất là nhanh, nên không giờ đêm, thường là 0 giờ đêm sẽ có hàng một đồng. Ví dụ mình muốn săn cái áo này chẳng hạn, áo này 190.000 đúng không, thì tầm 11 giờ là 23 giờ 59 phút 59 giây, và đến đúng 500 mili giây thì anh em phải ở cái bước này này, ở bước này rồi chúng ta phải ấn mua ngay. Nếu mà những cái sản phẩm nào mà về đồ thời trang thì sẽ có chọn size nhá, thì chúng ta phải ở cái bước này. Đó, chính xác là bước này. Đó, còn những cái đồ nào mà không có những cái kiểu chọn size này, chọn size giày, size dép hay là chọn màu miết gì đấy thì không cần ở bước này. Đấy, đây chúng ta sẽ ở cái bước mua ngay này nhá. Đây, bước này á, bước chọn size này. Đó, và chúng ta chọn một cái size bất kỳ. Đấy, đây, nó sẽ chạy đúng 23 giờ 59 phút 59 giây, và 500 mili giây ở chỗ này, 500 mili giây ở chỗ này. Khi nào đúng đến 500 mili giây thì anh em ấn mua ngay và ấn đặt hàng. Đó, nhanh là được, thế là xong, đơn giản vậy thôi. Thì có một cái mẹo là chúng ta sẽ để cái ngón tay ở cái chỗ này này, đây, để ở chỗ này, đây, chỗ này. Đó, đúng 500 mili giây anh em ấn mua ngay, xong ấn đặt hàng, thế là xong. Khoảng tầm hơn 1 giây là chúng ta sẽ săn được cái áo này. Đó, nói chung phải nhanh. Đấy, thì tầm nói chung anh em mà chậm khoảng 2-3 giây thì anh em xác định là không săn được đâu, nếu mà những sản phẩm nào hot. Còn những sản phẩm nào một đồng mà không hot thì săn thoải mái. Đấy, ví dụ như cái sản phẩm một đồng này không hot thì săn thoải mái mà. Đấy, còn những sản phẩm nào ví dụ tai nghe Bluetooth một đồng hay là những cái đồ điện tử giá trị cao mà hàng một đồng ấy, thì hết rất là nhanh. Hay là quần áo, áo thun đây, ví dụ cái áo này thì đầy mà săn dễ mà. Đấy, thì ví dụ cái áo này chúng ta cũng phải ở cái bước này. Đó, anh em để cái vị trí tay ở đây, đúng 500 mili giây ấn và ấn đặt hàng luôn. Đó, thì nói chung là cũng giống kiểu săn mã giảm giá Shopee ấy, có cái mẹo là chúng ta phải để đúng ngón tay như này. Nên tại vì nhá, nếu mà anh em mà để ngón tay ở chỗ này nhá, đây anh em để ngón tay ở chỗ này thì chúng ta khi ấn đặt hàng thì lại phải di chuyển tay ra đây. Ví dụ tai nghe này này, tai nghe này thì anh em thấy không có chọn chiếc gì cả, thì chúng ta ở cái bước này luôn. Đấy, chứ không phải là bước chọn sai như kiểu giày dép quần áo gì. Thì riêng với cái trường hợp này ấy, thì không có chọn nên chúng ta lại phải để tay ở đây và ấn mua ngay ở đây. Đó, nó khác với cả cái chọn sai kia. Đó, cách săn đơn giản vậy thôi. Và đây là video thực tế mà mình đã săn được hàng một đồng trên Lazada.
Đây mình đặt cái sản phẩm là cái lược tạo kiểu tóc này, đó 699.000 giảm còn 1 đồng, nhưng mà mình hủy đơn tại vì phí ship khá là cao. Đó, đã xong 1 đồng thành công. Ok, như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn anh em cách săn hàng 1 đồng trên Lazada. 0 giờ hàng ngày đều có những cái deal 1 đồng mới nhé. Cách lấy link thì anh em vào nhóm Telegram này đó, để lấy link những cái sản phẩm 1 đồng hàng ngày. Mình sẽ để link nhóm ở dưới video này cho anh em. Anh em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chuông kênh mình và để nhận những cái video hướng dẫn khác nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye. Chúc anh em săn được nhiều hàng 1 đồng thành công. Và trong những video sau anh em muốn mình hướng dẫn săn hàng gì cứ comment bên dưới nhé.